Xin chào, hôm nay mình có đầy đủ đồ để chia sẻ với các bạn một món canh rất được yêu thích của đất nước Thái Lan. Đó là món Tom Yum Goong, hay còn gọi là món canh tôm chua cay kiểu Thái. Đầu tiên mình sẽ bóc tôm, bỏ túi đen ở đầu và chỉ đen ở lưng tôm để riêng thịt tôm, còn phần đầu và vỏ thì sẽ dùng để nấu nước súp. Mình sẽ giữ lại mấy con tôm để nguyên vỏ và chỉ chẻ đôi sống lưng để chút nữa trình bày cho đẹp nhé. Cho phần vỏ tôm vào nồi và bắc lên bếp xào khô, không cần bỏ thêm dầu. Phần tạch đỏ ở đầu tôm xong khi xào săn thì sẽ có mùi giống như là tôm nướng ấy. Lúc này thì mình sẽ cho nước vào đun sôi lên, sau đó hạ lửa nhỏ và đun trong 10 phút. Trong thời gian chờ nước sốt, mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác. Xả cây cắt thành từng khúc cỡ 2 đốt ngón tay, bỏ phần gốc và lá xanh, chỉ lấy phần thân trắng mập, chỗ đó là chỗ mà có nhiều cái flavor nhất ở trong cái cây xả. Tiếp đến mình sẽ cắt ớt làm hai, mình không muốn cắt nhỏ bởi vì lúc ăn nó chẳng may mà cắn vào miếng ớt thì cay lắm. Canh tôm chua cay kiểu Thái nhất định phải có dìa nhé, chỉ cần vài lát mỏng thôi nhưng đó là thứ không thể thay thế được đâu. Còn đây là lá chanh Thái, thơm lắm, có ưu điểm là nấu lâu cũng không bị đắng giống như là lá chanh ta. Nhà mình có cả cây rất là to cho nên mỗi một lần nấu mình cứ cắt cả cành như thế này này. Mình sẽ cần nước cốt của một quả chanh to, hành tím và tỏi bằm, nước mắm trong và ớt sá tế. Đây là ớt sá tế mà mình đã làm từ hôm nấu bún bò Huế. Các bạn có thể xem cách làm sá tế ở clip đó nhé. Vỏ tôm sau khi đã nấu nước súp được từ khoảng 10 đến 15 phút thì mình sẽ vớt vỏ và bỏ đi. Cho riềng, xả, lá chanh, ớt và hành tỏi bằm vào nồi nước súp, dùng lửa trung bình đun trong 10 phút. Nước súp đã thơm lắm rồi, bây giờ thì mình sẽ nêm nước mắm và ớt sá tế vào, rồi thả nấm vào trước, đun sôi lên. Nấm rơm và nấm oyster, là nấm sò đó, rất thích hợp để nấu món canh tôm Yum Goong. Chờ cho nước súp sôi trở lại thì mình sẽ thả tôm vào. Tôm chín rất nhanh, các bạn thấy tôm vừa chín tới thì tắt bếp luôn nhé. Chỉ cần khoảng 45 giây là được, tôm nấu kỹ quá sẽ bị dai và khô. Cuối cùng là nước cốt chanh,
Mình sẽ nêm lại cho vừa độ mặn, chua, cay nhé. Canh đã nấu xong rồi đấy ạ. Múc ra bát ăn cùng với lại cả cơm trắng gạo thái nữa thì tuyệt. Những ngày phải ở nhà giãn cách trong thời điểm thế này thật bí bách và khó chịu. Mình thường tìm vui bằng cách nấu nướng rồi tự du lịch ẩm thực tại nhà. Nhìn bát canh thơm dông gừng mình thấy giống như là đang được trở về ngồi xe túc túc cùng với mấy cô bạn thân nhất trần đời vậy đó. Cùng đi với mình nhé. Gửi mấy đứa trong hội bạn sinh nhưng thần kinh xa nhớ. I love you all.